Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Dị tượng nước Trường Giang chảy ngược và trong máu ở Hà Nam, Trung Quốc. Những ngày vừa qua, một loạt các thảm họa dị tượng xảy ra ở Trịnh Châu, Hà Nam và một loạt các khu vực khác ở Trung Quốc, chẳng hạn như mưa đá ở Bắc Kinh, tuyết rơi vào tháng 6 ở Hà Nam, sấm sét ở Sơn Đông. Những thiên tai này còn kèm theo nhiều dị tượng như sông Trường Giang chảy ngược, trong máu ở Hà Nam, bão lớn thay đổi, đường đi kỳ lạ. Những dị tượng và thiên tai nhân họa thường xuyên xuất hiện xung quanh lễ mừng thọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 7. Một số cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh báo của trời, trong khi những người khác lại cho rằng có lẽ đây là dấu hiệu của những biến đổi lớn ở Trung Quốc. Vậy những dị tượng này theo quan niệm truyền thống và thực tế lịch sử mang ý nghĩa gì? Nước sông Trường Giang chảy ngược. Vừa qua, một số cư dân mạng đã công bố đoạn video cho thấy nước sông Kim Sa dưới cầu Trung Bá ở Nghi Tân, Tứ Xuyên đang chảy ngược. Đây là sông Kim Sa, bạn đã nhìn thấy nó chưa? Dưới cầu Trung Bá, nước đang chảy ngược lên thượng nguồn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, thật đáng sợ. Sông Kim Sa là thượng nguồn của sông Trường Giang, là nơi khởi nguồn của sông Kim Sa cũng là nơi khởi nguồn của sông Trường Giang từ núi đường Cổ Lạp ở Thanh Hải. Do đó, dòng chảy ngược này của sông Kim Sa là dòng chảy ngược của sông Trường Giang. Về hiện tượng sông chảy ngược thì rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng xảy ra trong lịch sử. Mọi người có thể đã biết rằng, năm xưa đại phu nước Sở là Khuất Nguyên trầm mình xuống dòng Mịch La tự tử vào ngày 5 tháng 5 âm lịch. Theo truyền thuyết dân gian, những ngư dân ven hai bờ sông sau 10 ngày mới tìm được thi thể của Khuất Nguyên trôi ngược lên thượng nguồn con sông, cách nơi ông trầm mình 30 dặm. Truyền thuyết này dường như cũng ngụ ý rằng nước của sông Mịch La chảy ngược. Tuy nhiên, điều thú vị là Cục Khí tượng thành phố Mịch La đã phân tích đặc điểm của những trận mưa lớn trên lưu vực sông Mịch La trong vài năm qua. Kết quả cho thấy, khu vực sông Mịch La có nhiều trận mưa lớn xung quanh lễ hội Thuyền Rồng mỗi năm. Vào thời điểm này, do các hệ thống nước xung quanh đổ về, nước ở thượng lưu hồ Động Đình sẽ tăng vọt và mực nước sẽ cao hơn so với hạ lưu sông Mịch La. Lúc này, một lượng lớn nước hồ và thậm chí nước sông Trường Giang sẽ chảy ngược vào sông Mịch La, nên sông Mịch La vốn đổ vào hồ Động Đình theo chiều từ đông sang tây sẽ có hiện tượng sông chảy ngược kỳ lạ. Nói cách khác, nguyên nhân chính dẫn đến dòng chảy ngược của sông Mịch La có thể là do những trận mưa lớn đã làm cho nước sông dâng cao. Nhìn vào lượng mưa ở Thanh Hải ở đầu nguồn sông Kim Sa, hóa ra tỉnh Thanh Hải đã trải qua những trận mưa lớn có thể khiến nước sông dâng cao, tạo thành dòng chảy ngược như sông Mịch La. Ngoài ra, trong Hán thư cũng có ghi lại rằng vào cuối thời Tây Hán xuất hiện nước sông chảy ngược do động đất và lở đất. Nói cách khác, dòng chảy ngược này của sông Kim Sa cũng có thể là do sự bất thường của các hoạt động ngầm làm thay đổi hướng của dòng sông. Tất nhiên cũng có một số lý do mà khoa học hiện tại của chúng ta chưa thể lý giải được. Tuy nhiên, bất kể lý do gì, dòng chảy ngược của sông là một dị tượng hiếm gặp. Nhưng tại sao lại có dòng chảy ngược của sông Trường Giang trong năm nay khi thiên tai thường xuyên xảy ra? Người Trung Hoa cổ đại đã nói về thiên nhân cảm ứng, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chống trời đấu đất, nhưng nó không thể thay đổi thực tế về sự tồn tại của thiên nhân cảm ứng. Hiện tượng nước sông chảy ngược ngày nay có thể là một lời cảnh báo từ Thượng Thiên. Trong lịch sử, vào năm mà sông Mịch La chảy ngược, nước Sở bị đánh tiêu diệt, thời Hán thành đế nhà Hán, nước sông chảy ngược nhà Tây Hán diệt vong trong vòng chưa đầy 30 năm. Đó không chỉ là hiện tượng nước sông chảy ngược. Trong lịch sử, sông Trường Giang đã từng trải qua hai lần dị tượng dòng sông khô cạn, không giải thích được. Một lần xảy ra vào năm 1342 khi hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyên nắm quyền. Hơn 20 năm sau, nhà Nguyên sụp đổ. Lần thứ hai xảy ra vào năm 1954, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa chết hơn 700.000 người trong phong trào được gọi là chống phần tử phản cách mạng, rồi lại bắt đầu vào phong trào công tư hợp doanh và phong trào chống Hổ Phong, làm cho mảnh đất Thần Châu tràn đầy sát khí. Chúng ta biết rằng con sông Trường Giang và sông Hoàng Hà đều được mệnh danh là sông mẹ của nền văn minh Trung Hoa. Sông Trường Giang được coi là long mạch của đất Trung Hoa, hiện nay còn có hiện tượng chảy ngược ở đầu nguồn sông Trường Giang. Liệu có phải dấu hiệu của một thảm họa lớn hay là những biến đổi lớn sẽ xảy ra ở Trung Quốc? Trăng máu ở Hà Nam.
mặt trăng máu ở Hà Nam xuất hiện tại Hạc Bích và Tân Mật và một số nơi khác. Đó đều là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt ở Hà Nam. Một số cư dân mạng đã chụp ảnh mặt trăng máu đỏ rực trên bầu trời đêm, trông rất quái dị. Người xưa tin rằng trăng máu là điểm đại hung. Sách Dịch Yêu Chiêm do Kinh Phỏng viết vào thời Tây Hán có đề cập: nếu trăng đổi màu sẽ có tai họa và trăng đỏ là đấu đá và chiến tranh. Cuốn sách cũng nói rằng mặt trăng đỏ là hình tướng chí âm chí hàn. Điều này chỉ ra rằng người thế gian chính khí yếu, tà khí vượng, oán khí thịnh, lệ khí cường, thiên hạ hỗn loạn và ngọn lửa bùng lên khắp mọi nơi. Trong sách Thiên Văn Kinh Châu Chiêm do Lưu Duệ viết vào thời Đông Hán có nói đến mặt trăng đỏ như gạch non, tướng sẽ chết ở nơi hoang dã, mặt trăng đỏ như máu sẽ có vua chết. Nghĩa là nếu mặt trăng có màu đỏ nâu thì tướng quân sẽ chết, còn nếu mặt trăng có đỏ như máu là dấu hiệu hoàng đế sắp chết. Phải chăng dị tượng trăng máu này ở Hà Nam chỉ ra rằng nội chiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gia tăng và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp nguy hiểm? Hãy cùng xem nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đang bận rộn những việc gì. Lần này Hà Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt rất nặng nề, nhưng Tập Cận Bình đã đến Tây Tạng. Tuy nhiên, trong một đoạn video, Tập Cận Bình cùng nhóm người của ông ta được những người dân địa phương đổ ra đường đón tiếp, trông giống như đưa tiễn một chiếc xe tang trên phố. Người Trung Quốc rất coi trọng điểm báo, cảnh đón tiếp như xe tang này đúng là điểm gở. Trên thực tế, Hà Nam đã có dị tượng trước trận lụt. Ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam có dị tượng tuyết rơi. Từ ngày hôm kia đến ngày hôm nay, một trận mưa lớn ở Tân Hương đã xảy ra. 7 hồ chứa cỡ vừa đã tràn nước, khiến 58 thị trấn và làng mạc phải hứng chịu thảm họa. Trong số đó có 91 ngôi làng ở thành phố Huy huyện ngập nước, và nơi sâu nhất ngập là 1,3 mét. Người dân ở Huy huyện tiết lộ rằng lũ lụt hoàn toàn là do xả lũ và lối vào làng bị phong tỏa để ngăn lũ, nên dân làng không thể sơ tán và không biết đi đâu. Tuy nhiên, khi lũ lụt ở Trịnh Châu xảy ra, những thảm họa này vẫn nối tiếp nhau sau 5 ngày liên tiếp cảnh báo thời tiết đỏ. Chính quyền địa phương vẫn chưa làm tốt công tác cảnh báo. Phòng chống thiên tai, người dân vẫn đi làm, đi học như thường lệ. Trận lụt Hà Nam lần này đã được thực tế chứng minh, đó vừa là một thảm họa tự nhiên, còn là một thảm họa do con người tạo ra. Bão thay đổi hướng đi đột ngột. Ai cũng biết lũ lụt Hà Nam chưa qua thì bão Yên Hoa lại đổ vào Chiết Giang. Hình ảnh chụp từ vệ tinh có thể thấy cảnh tượng rất đáng sợ. Tuy nhiên, cơn bão kinh hoàng này bắt nguồn từ vùng biển phía tây bắc đảo Guam. Ban đầu, nó đi với tốc độ con rùa hướng về phía Đài Loan. Nhưng khi đến Đài Loan, nó bắt đầu quay ngoắt 90 độ và bắt đầu tăng tốc về phía bắc, lệch về phía tây, hướng thẳng tiến Thượng Hải và Chiết Giang. Theo tin tức từ Đài Quan sát Khí tượng Trung ương ngày hôm đó, sức gió tối đa gần tâm bão Yên Hoa là 14 cấp và mạnh nhất có thể lên tới cấp 16 siêu bão. Cục Khí tượng Đài Loan nhận định rằng trong thời kỳ triều cường, một cơn bão có cấu trúc hoàn chỉnh và di chuyển chậm vào đất liền là một tổ hợp cực kỳ nguy hiểm. Sau khi đổ bộ vào đất liền tại Chu Sơn, Chiết Giang, ngày hôm sau, bão Yên Hoa lại lần nữa đổ bộ vào đất liền vào thành phố Bình Hồ, Gia Hưng, Chiết Giang. Sức gió tối đa tại thời điểm đổ bộ là cấp 10 và tốc độ gió là 28 m trên giây, tức 100 km trên giờ. Điều này dẫn đến nhiều các khu vực ven biển ở Chiết Giang như Hàng Châu và Ninh Ba đã có những thảm họa như nước biển xâm nhập và lở đất. Một đoạn video do cư dân mạng Thượng Hải quay được cho thấy tiếng gió hú kèm theo mưa lớn che mất cả bầu trời, cảnh tượng tận thế khiến người ta xót xa. Dịch bệnh đột nhiên bùng phát. Trên thực tế, ngoài lũ lụt Hà Nam và bão Yên Hoa, những nơi như Hà Bắc và Nội Mông gần đây cũng hứng chịu mưa lớn, rất nhiều người dân bị ảnh hưởng nặng nề, hai hồ chứa và đập ở Nội Mông cũng bị vỡ, khiến những con đường bị gián đoạn, làng mạc và đồng ruộng đã trở thành một đại dương bao la. Trong khi những thảm họa tự nhiên và nhân tạo này xảy ra thường xuyên, dịch bệnh ở nhiều nơi ở Trung Quốc cũng đang tái bùng phát. Hiện tại, biến thể virus đã lây lan từ Nam Kinh đến tất cả các tỉnh thành phố ở Trung Quốc, lan sang Quảng Đông, Tứ Xuyên, Liêu Ninh, An Huy và các vùng khác. Nam Kinh, nguồn của dịch cũng bị phong tỏa. Tất cả các loại thảm họa dường như đã xảy ra vào năm nay. Thảm họa và sự cứu rỗi trong những tiên tri. Trên thực tế, trong nhiều dự ngôn đều cho rằng năm 2022 sẽ là một năm đầy tai ương và sóng gió. Ví dụ, trong Ngũ Công Kinh, Đời Đường có ghi lại lời tiên tri của Ngũ Công Bồ Tát núi Thiên Thai nói rằng: khởi phát bên sông năm Tý Sửu, người chết vạn vạn thiếu quan tài, mỹ nhân má hồng chảy máu chết, bạc vàng châu báu hóa thành tro, có ruộng vườn không người thu hoạch, lầu cao nhà lớn hóa thành mồ, áo tía đai vàng người đâu nhỉ, là đống xương tàn bạn cỏ hoang. Ngoài ra, nhà tiên tri người Pháp ở thế kỷ 16 Nostradamus đã viết cuốn The Centuries, các thế kỷ.
cũng có dự đoán về năm 2022. Cuốn sách đã đề cập đến việc năm 2022 sẽ có virus, nạn đói lớn, bão mặt trời, sao chổi va vào trái đất và những thảm họa chẳng hạn như các trận động đất lớn. Và hiện nay, thần đồng Ấn Độ Ajibya Anand, người được chú ý nhiều, cũng được nhắc đến trong thông báo mới nhất rằng từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, bất kể dịch bệnh hay kinh tế, thị trường chứng khoán thế giới sẽ ở thời kỳ tồi tệ nhất. Nền kinh tế vẫn có thể xảy ra khủng hoảng bong bóng. Sang tháng 5 năm 2023 có thể xuất hiện thêm những căn bệnh mới. Thần đồng nhí này đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính hiệu quả của vaccine. Cậu tin rằng phương pháp tốt nhất để tìm lành tránh dữ là tín ngưỡng đối với Thượng Đế. Tuyên bố này của Anand trùng khớp với tuyên bố của nhiều nhà tiên tri nổi tiếng khác. Ví dụ, trong Ngũ Công Kinh đã nói trước đó, trong sách có đoạn sau, 10 phần người thì chết 9 phần, chỉ còn 1 phần người thiện lương. Kẻ ác muốn thoát không thoát nổi. Trong cuốn sách nhiều lần đề cập rằng chỉ có những tín đồ và người thiện lương mới được thánh nhân cứu rỗi. Ngoài ra, Jim Jason, nhà tiên tri thiên tài người Mỹ nổi tiếng nhất thế kỷ 20 cũng đưa ra một dự đoán rằng những gì nhân loại hiện đang phải đối mặt là cuộc chiến giữa thiện và ác. Trong trận chiến thiện ác này, thế giới sẽ trải qua một cuộc bão táp cách mạng tín ngưỡng và sự phục hưng tín ngưỡng và cuối cùng tín ngưỡng được phục hưng. Nhân loại do thành tâm kiên định tín ngưỡng vào sáng thế chủ nên được tái sinh. Chúng ta biết rằng niềm tin vào thần thánh và thần Phật xuyên suốt nghìn năm văn hóa Trung Hoa, nhưng từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm cứ, văn hóa truyền thống Trung Hoa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cắt đứt. Dưới sự tẩy não của chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số người không còn tin vào thần Phật, không tin thiện ác hữu báo, nhân quả luân hồi. Thế nên mảnh đất Trung Hoa này mới đầy rẫy nhân họa và thiên tai. Tuy nhiên, trời đất tạo hóa đều có đạo phải tuân theo, và đạo không thay đổi một chút nào, bất kể con người ta có tin hay không. Bởi vì thiên nhân cảm ứng, nên những thiên tai dị tượng đủ loại đang xảy ra ở Trung Quốc chính là trời đang cảnh báo con người, và có lẽ Trung Quốc sẽ thực sự xảy ra thay đổi lớn. Thế nên, tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc vô thần, không tiếp nhận những tuyên truyền của nó có thể là một cách tốt nhất để tránh tai họa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức hấp dẫn nhất, chính xác nhất từ kênh Tìm Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.